Hello everyone, welcome back to the new lesson today. Chào mừng các bạn học sinh lớp 9 đã trở lại với bài học tiếng Anh của chúng ta tuần này. Okay, now class, before you start the lesson, let's review the previous lesson. Chúng ta sẽ ôn lại bài học trước khi chúng ta vào bài mới ha. Now, let's answer some questions. Where is Bar Village? Yes, good. It's about 60 kilometers to the north of Hanoi. Chúng ta ôn lại bài tuần trước của chúng ta nhé. Rồi, next. Number 2. How did Bar and his family get to the village? Họ đi đến làng quê bằng phương tiện nào các bạn ha? Bạn nào nhớ nào? Okay, good. Yes, they got there by bus. Good. And number 3. Is there a small bamboo forest at the entrance to the village? Yes or no? Who remember? Bạn nào nhớ được? Okay, good. No, there isn't. So, there is a big old banyan tree at the entrance to the village. Ở trên ở cổng làng ha thì không hề có một cái vườn tre nào hết, một rừng tre nào hết. Mà nó chỉ có một cây một cây đa rất là to thôi. Okay, good. So, you have just reviewed a previous lesson about Bar trip to the countryside. Các bạn vừa mới ôn lại các câu hỏi về bài học trước, bài học về chuyến đi của ba đến một làng quê. Okay, good. So now, we move to the next lesson. Move to the next part, speak. Các bạn đến cho cô phần tiếp theo ha, phần speak. Rồi, we have a structure to speak. Now, first of all, look at the two examples. Nhìn nhớ câu 3 ví dụ đây ha. It takes 1 hour to do these exercises. It took me 20 minutes to walk to school. And the last one, it will take the plane 2 hours to fly to Hanoi. Okay, who can translate these sentences into Vietnamese? Bạn nào dịch ra giúp cô được nè. Câu A. Okay, chính xác rồi ha. Nó tốn khoảng bao nhiêu nhỉ? Tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ để làm hết những bài tập này. Câu B thì sao? Nó chiếm mất của tôi khoảng 20 phút đồng hồ để đi bộ đến trường. And the last one, câu cuối cùng. Chiếc máy bay sẽ tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ để bay từ Hà Nội, để bay đến Hà Nội. Okay, good. Rồi nào, class, look at the red words. Nhìn nhé cô, các từ màu đỏ, các từ được in đỏ. So, who can give me the structure? Bạn nào cho cô được công thức tốn của ai đó bao nhiêu thời gian để làm việc gì nào? Tốn của tôi 20 phút để đi đến trường. Tốn chiếc máy bay, tốn chuyến bay tốn khoảng 2 tiếng để bay đến Hà Nội. Vậy thì chúng ta có cấu trúc ngày hôm nay là tốn của ai đó bao nhiêu thời gian để làm việc gì. Nhìn vào 3 ví dụ và cho cô cấu trúc xem. Okay, good. Rồi, cấu trúc của chúng ta sẽ là gì nhỉ? It takes, đúng rồi. Hoặc là quá khứ thì là took. Còn tương lai thì will take, đúng rồi. Và sau take thì sẽ là một tân ngữ, đúng không? Có hoặc không, có tân ngữ hoặc không. Rồi, 20 minutes, 1 hour chính là thời gian, đúng rồi, sau đó là thời gian. Và động từ sẽ ở dạng to cộng verb, verb không, chính xác. Rồi, vậy cô khái quát công thức cho các bạn ha. Công thức tốn của ai bao nhiêu thời gian để làm việc gì đây? It takes nè, ở hiện tại nè, hoặc took ở quá khứ và tương lai là will take. Được chưa? Của ai bao nhiêu thời gian? Someone hoặc là something, và sau đó là cộng cho cô thời gian. Và động từ chính của các bạn sẽ ở dạng là to, verb, verb không. Okay, good. Rồi sau đó, class, copy down the structure and this own example on your notebook. Các bạn viết phần cấu trúc và các câu ví dụ vào vở ha. Rồi, okay, class. So now we move to task A on your book. Các bạn sẽ đi vào bài tập sau đầu tiên trong sách của các bạn ha, phần A. Matching, bài tập nối câu. Okay, now you match the questions in column A with its
Answer in column B. And remember, before you do the task, let's find out some keywords. Các bạn tìm cho cô các từ khóa trước ha, để tìm câu trả lời cho nó thật dễ nè. Rồi, number one, the keywords is yes, question word, từ để hỏi đúng không? Where, vậy thì bạn phải tìm bên câu trả lời xem chỗ nào nhắc đến nơi chốn, thì chỗ đó chính là đáp án ha. Number two, the keywords is good, how far, bao xa, vậy thì bên câu trả lời sẽ có, chính xác, sẽ có số km, có khoảng cách, good. Number three, how get there, đi đến bằng cách nào thì sẽ nói đến phương tiện giao thông, chính xác rồi. Vậy thì xem rồi câu trả lời nào có phương tiện giao thông ha. Number four, how long does it take to get there? How long? Yes, the keyword is how long. Bao xa, bao lâu đúng không các bạn? Vậy bao lâu nè? Bao lâu? How long does it take to get there? Nó tốn của bạn bao nhiêu thời gian để đi đến đấy? Vậy thì dùng công thức chúng ta vừa mới học xong và cho cô biết how long là một khoảng thời gian bao lâu đúng không? Vậy các bạn đi tìm cho cô xem câu trả lời nào có thời gian nào. Rồi, number five, what do people do for a living in your village? And the keyword is, yes, what do for a living? Các bạn gạch chân và ghi chú cho cô cụm từ do for a living. For a living có nghĩa là làm để sinh sống, có nghĩa là làm để kiếm sống. Vậy thì những con người ở làng quê này, người ta làm nghề gì để kiếm sống, làm công việc gì để kiếm sống? Rồi, ok, the last one, number six. Does your village have a river? Yes, the keyword is does and river. Rồi, câu hỏi mà đảo động trợ động từ does lên đầu thì nó sẽ là câu hỏi yes, 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 no, yes, no. Vậy bạn đi tìm xem đáp án nào là câu hỏi yes, no á. Ok, so you have 2 minutes to do this task. Các bạn có 2 phút làm bài tập này cho cô nhé. Ok, class, have you finished? Các bạn làm xong chưa? Rồi, now let's check. Bây giờ cùng nhau kiểm tra với cô ha. The first one, where? Where is your home village? Where, nơi chốn nè. Chỗ nào nhắc đến trong bài có nơi chốn nè các bạn. Yes, this is... this is the third sentence, câu số 3 đúng không? It's to the west of the city. Nó nằm ở phía nào các bạn? Phía tây của thành phố. Good. Number two, how far is it from the city? How far? Hỏi về khoảng cách. Câu trả lời có khoảng cách là yes, it's about 15 kilometers from the city. Khoảng cách thành phố khoảng 15 km. Number three, how can you get there? Đến đó bằng phương tiện gì? Câu nào có nhắc đến phương tiện ta? Yes, good. I can get there by motorbike. Good job. How long does it take to get there? How long? Khoảng thời gian bao lâu? Nó tốn bao nhiêu thời gian để đi đến đấy? Và cấu trúc is take someone time to do something. Câu trả lời của bạn là yes, it takes 50 minutes to get there. Tốn khoảng 50 phút để đi đến đấy. And number five, what do people do for a living in your village? Vậy thì người dân ở đây làm gì để sinh sống này các bạn? Yes, they plant rice and raise cattle. Vậy thì họ trồng lúa gạo và nuôi gia súc, chính xác. Raise cattle, nuôi gia súc. And the last one, yes, also the last one is letter D, câu D đúng không các bạn? No, there aren't any rivers, but there is a big lake. Vậy thì ở làng quê này không hề có một con sông nào hết, nhưng mà nó có gì các bạn? A big lake, một cái hồ rất là lớn, chính xác rồi. Ok, good. So now, let's do the task on your book. Các bạn sửa phần này vào trong sách của các bạn luôn ha. And remember to practice at home. Ở nhà nhớ luyện tập thêm cho cô ha. Phần này các bạn luyện tập nói thêm ở nhà cho cô nhé. Rồi, ok, class. Okay, now class. So now,
Let's work in pairs to take turns and ask and answer these all these questions. Bây giờ các bạn sẽ đóng vai với cô ha để hỏi và trả lời các câu hỏi này, được chưa? Now let's practice. Where is your home village? It's to the west of the river. How far is it from the city? It's about 50 kilometers from the city. How can you get there? I can get there by motorbike. How long does it take to get there? It takes 50 minutes to get there. What do people do for a living in your village? They plant rice and raise cattle. Does your village have a river? No, there aren't any rivers, but there is a big lake. Ok, good job. Các bạn đã làm rất tốt rồi. Bây giờ ở nhà các bạn luyện tập thêm cho cô ha. Ok. Ok, so we start speaking task here. Chúng ta kết thúc phần luyện nói ở đây ha. Phần nói ở đây nha. Ok, class, we move to the next task. Chúng ta sẽ đến phần tiếp theo ha. First of all, let's play a small game. Trước tiên thì chúng ta chơi một trò chơi đã nào. It's called Kim's Game. Now, we have some pictures. Look at the pictures in 20 seconds and try to remember what you see. Ok, các bạn sẽ nhìn tranh vào trong 20 giây và sau đó kể tên cho cô các bức tranh mà bạn nhìn thấy là gì nhé. Ok, let's start. Ok, now class, time's up. Hết giờ rồi ha. Now let's tell me what can you see in the pictures. Các bạn nhìn thấy những gì trong bức tranh nào? Ok, the first one. Yes, buffalo. Get the first one, buffalo. The second one, what else? Bridge. Get bridge. Next, the third. Còn cái thứ ba là cái gì nhỉ? Ai nhớ được nhỉ? Get bamboo forest. Get bamboo forest. What else? Còn gì nữa không? Còn ai nhớ được nữa không nào? A good cow. Cow. Bò đúng không các bạn? Con bò đúng không? Cow. What else? River. Is it river? Có river không nhỉ? Rồi để đó. Let's check ha. Let's kiểm tra với con ha. River. Is it? What else? Banyan tree. Ok. Banyan tree. Có không ta? Rồi lát kiểm tra ha. Rồi now class, let's check. Bây giờ cùng nhau kiểm tra với cô nè. The first one, cow. Yes, chúng ta có con bò rồi. Cow. The second one, buffalo. Good. The third, airport. Airport. Sân bay thôi đúng không? Rồi. The fourth. Còn cái số 3 thì sao nhỉ? Store. Cửa hàng. Bamboo forest. Good and bridge. Good. Vậy thì chúng ta có đầy đủ hết những cái này ha. Nhưng mà nãy có bạn kể là river nè, là không có nè, đúng không? Banyan tree cũng không có luôn nè. Rồi ok. Vậy thì các bạn nhớ khá tốt rồi đấy. Chúng ta cùng nhau đọc lại bài, đọc lại các từ mới này cho cô ha. Nào, listen and repeat after me. Cow, buffalo, airport, store, bamboo forest, bridge. Okay, good. Rồi, so now we move to the next part. Listen. Chúng ta cùng đi vào phần listen với cô nhé. Okay, now class, let's learn some vocabularies. Cùng học từ vựng với cô nha. Now the first one, look at this picture. This is the place we call gas station in English. So in Vietnamese, what does it mean? Gas station. Yes, trạm xăng. Rồi, good. The second one. Look at this one. This is the pond. The pond.
The pond is smaller than a lake. Cái pond thì nó sẽ còn nhỏ hơn cả một cái hồ luôn. Vậy pond, what does mean? Cái ao, chính xác rồi. Good. Next. Now look at the woman. She go to the gas station to get fuel. So, she get fuel, what does mean? Cô ấy đang làm hành động gì nhỉ? Đến trạm xăng để làm gì các bạn? Get fuel. À, chính xác, đổ xăng, được chưa? Rồi, next one. Look at this picture. There's a lot of cars here, right? So, this is the place where people park the car. We call this a parking lot. Nơi mà mọi người park cars là làm gì các bạn? À, đổ xe, đậu xe. So we call this a parking lot. Parking lot, what does it mean? À, chính xác. Bãi đậu xe, bãi đổ xe. Rồi, the next. Now, look at this one. What is it? There's a lot of car in it, on it. Có rất nhiều xe ở trên đây. Vậy thì cái đường này cô gọi nó là highway. Highway, so what does it mean? À, chính xác. Đường quốc lộ. Chính xác. Good. So now class, look at all these new words. Listen and repeat after me. Gas station, pond, to get fuel, parking lot, highway. Okay, good. So now copy down all the new words on your book. Các bạn chép hết phần từ vựng này vào vở cho cô nhé. Okay class, look at the map. And tell me how many positions in this map? Có bao nhiêu vị trí được đánh dấu ở trên bản đồ đây các bạn? Yes, good. There are 9 positions, right? Đúng rồi, chúng ta có tới 9 vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Okay, và tương ứng với 9 vị trí được đánh dấu, chúng ta có 9 tên gọi nơi ha, có 9 tên gọi ở đây. Now class, look at the words and listen, repeat after me. Airport, gas station, pond, highway number one, banyan tree, star, bamboo forest. Dragon Bridge, parking lot. Ok, tất cả các từ này đều là những từ các bạn đã học và biết nghĩa rồi đúng không? Ok, good. So now, let's listen to the text. Các bạn sẽ nghe cho cô bài văn ha. Ok, it's about the trip of Ba to the village. Nó sẽ kể về chuyến đi của ba để đi đến làng quê. Đó là chuyến đi như thế nào, đi qua những nơi nào. Ok, you will listen and match the words with the suitable position. Các bạn sẽ nối cho cô cái tên gọi với đúng vị trí của nó được đánh dấu ở trong bản đồ. Ok, let's listen. Bây giờ các bạn cùng nghe với cô nhé. You will listen twice. Các bạn sẽ được nghe hai lần nha. At 6:30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking everyone up, the bus continued north on highway number one. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station to get some more fuel. Then it left the highway and turned left onto a smaller road westward. This road ran between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside a pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didn't stay on that road for very long, but turned left onto a road which went through a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone off at the parking lot 10 meters from the old banyan tree. It parked there and waited for people to come back in the evening. At 6:30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking everyone up, the bus continued north on highway number one. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station to get some more fuel.
Then it left the highway and turned left onto a smaller road westward. This road ran between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside a pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didn't stay on that road for very long, but turned left onto a road which went through a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone off at the parking lot 10 meters from a big old banyan tree. It parked there and waited for people to come back in the evening. Okay, so that's the end of the road test. Bây giờ chúng ta vừa mới nghe xong về bài nói về chuyến đi của bạn ba đi đến làng, nó đã đi qua những khu vực nào ha? So now, let's match the words with the suitable position. Các bạn sẽ nghe xong rồi, bây giờ các bạn cùng nhau work in pairs, các bạn cùng nhau luyện tập và trao đổi với nhau theo cặp để tìm cho cô được cái vị trí phù hợp nhất để nối vào bản đồ nhé. Rồi, let's start. Okay, now class. So, let's tell me the answer. Tell me your answer. The first one, airport. What do you choose for the place airport? Nơi nào bạn chọn đây? Là airport nào các bạn? Okay, good. B. B is airport. Vậy vị trí B các bạn chọn là airport. Good. Number two, gas station. Where is gas station? E. Yes, good. E. Number three, pond. Where is pond? Cái hồ nằm ở đâu nhỉ các bạn? Yes, at the letter G. Good. Ở ngay cái chỗ từ cái G là chúng ta có vị trí của pond. Number four, highway number one. Đường quốc lộ số 1, đường quốc lộ 1 nè, quốc lộ 1 nè. Có rất nhiều đường ở đây ha. So easy. Một cái duy nhất được đánh dấu đó là letter C. So, highway number 1 is C. Banyan tree, where is banyan tree? Yes, it's in A. Nó nằm ở vị trí A đúng không? The 6th, store, where is the store? Cửa hàng thì nằm ở đâu nhỉ? Yes, it's in the F, in the F, ở ngay vị trí của chữ F. Bamboo forest, where is the bamboo forest? Yes, near the pond, right? Ở gần cái hồ đúng không? Opposite the pond. And the dragon bridge, good. We have only one bridge. Chúng ta chỉ có duy nhất một cái cầu thôi. Is it D? And the last one, parking lot. Yes, the last one is I, letter I. Chữ cuối cùng là chữ I, parking lot, right? Okay, good job. So all of you have the correct answer. Let's correct on your book. Các bạn sửa vào trong sách của các bạn luôn nhé. Okay, so this is the own answer. Tất cả các câu trả lời của các bạn nằm ở phần này ha. So now class, look at the screen and copy down on your notebook. Các bạn nhìn lên trên màn hình và copy, viết vào vở cho cô lịch trình di chuyển của bạn ba từ nhà cho đến làng, được chưa? Okay, now class, after you do all the tasks, let's retell the story. Các bạn hãy kể lại cho cô câu chuyện ha. Câu chuyện về cuộc hành trình của bạn ba từ nhà đến làng. Rồi, các bạn nhìn theo dấu mũi tên đỏ nè. Nó đang chỉ cho các bạn cái cuộc hành trình của ba đi đến từ nhà đến làng nè. Đầu tiên là đi đến đâu các bạn? Đi vào đường quốc lộ. Sau đó rồi, đi qua cầu, đổ xăng, đi vào
cửa hàng, đi qua hồ, đi qua một cái ao, và through the bamboo forest, đi qua cánh rừng tre, rồi đi đến bãi giữ bãi đỗ xe, và cuối cùng là đi đến banyan tree, cổng vào làng. Ok, các bạn luyện tập ở nhà cho cô ha, kể lại câu chuyện này về cuộc hành trình của ba từ nhà đến làng nhé. Ok, this is your homework. Ok class, so at home, remember to learn all the vocabularies, write a summary about bus itinerary from the house to the village, and repair unit 3. Lesson 4, read. Vậy thì các bạn ơi, ở nhà các bạn nhớ học thuộc cho cô tất cả các từ vựng hôm nay nè. Viết cho cô một cái bài tóm tắt kể lại cho cô cuộc hành trình của ba và gia đình từ nhà đến đến làng, ok? Và chuẩn bị bài mới, read. Ok, so we finish here. Thank you. Thank you so much. And see you later. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta cùng nhau hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Goodbye.